trầm cảm hả? Đúng rồi. Mất ngủ là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh trầm cảm. Tôi sẽ cho anh một ít thuốc trị trầm cảm, nhưng điều trị tận gốc thì bệnh sẽ mau lành hơn. Nhưng mà... hay là ta dùng phương pháp thôi miên trước coi sao? Giờ thì anh hãy nghĩ đến người làm cho anh có cảm giác an toàn nhất mỗi khi anh ở bên cạnh. Tôi nhìn thấy ba của tôi. Nếu vậy, anh hãy nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất mỗi khi anh ở bên cạnh ba của mình. Đánh đi con, đánh lên. Lào lại con. Ba ơi, con đánh không có được. Con trai của ba không được nản. Tất cả mọi thứ là do chủ tâm của con, hiểu chưa? Nè, nếu mà con nói làm không được á thì cả đời của con không làm được gì hết. Con phải nghe lời ba, con nói là tôi sẽ làm được thì con trai sẽ ba sẽ làm được nha. Bây giờ con cầm anh lên thử lại coi. Sau này, nếu muốn viết thư cho người cha quá cố của mình, anh cứ viết vào đây. Viết thư hả? Anh muốn viết gì cũng được. Mỗi khi anh nhớ đến ông ấy, anh cứ viết vào đây. Ba ơi, hình như dạo này con đã quên mất những lời chỉ dạy đầy ý nghĩa của ba dành cho con ngày nào. Con sẽ làm được. Chỉ cần nghĩ như vậy thì chắc chắn là con sẽ làm được. Ba ơi, con sẽ cố gắng sống tốt hơn. Bà ơi, sáng nào con cũng lẳng lặng thức dậy một mình rồi đi vệ sinh cá nhân. Nhưng kể từ ngày hôm nay, con quyết định sẽ thay đổi. Trước tiên, con sẽ đánh thức vợ mình bằng một cái hôn vào mỗi sáng. Vậy có được không ba? Anh làm gì vậy? Anh định đánh thức em dậy. Anh đánh thức em còn quá sớm hả? Good morning ông xã. Mỗi sáng anh nhớ đánh thức em dậy nha. Em thích lắm. Bà ơi, chỉ cần một hành động nhỏ vậy thôi mà con đã cảm thấy đầy hứng khởi cho một ngày mới rồi. Chú ơi, báo của chú này chú. Cảm ơn con. Ủa mà hôm nay con nấu món gì vậy? Tự nhiên chú thích ăn món gì đó cay cay. Dạ, chú không dặn trước, cho nên con lỡ nấu món canh gà lá giang rồi chú. Canh gà lá giang hả? Ừ, thôi cũng được. Nhưng mà con nhớ bỏ cay cay chút cho chú nha. Ủa, sao con làm nhìn chú dữ vậy? Mặt chú dính gì hả? Dạ không có, tại bình thường trong mắt con chú đã đẹp trai rồi, mà hôm nay chú đã đẹp lạ lùng, chú đẹp lồng lộn luôn. Chắc là do chú cười đó. Cảm ơn con. Dạ. Bà ơi, cô bé giúp việc nói con đẹp lạ lùng. Cô bé này không bao giờ nói những lời hoa mỹ hết.
Vậy mà hôm nay lại có thể đứng trước mặt con khen nức nở. Chỉ cần con nghĩ mình đẹp thì sẽ đẹp phải không ba? Ba đang làm gì vậy ba? Ba đang tính cái giá nguyên liệu nhập về lần này kìa nè. Con chưa bao giờ tính toán đúng cả. Nhưng ba đã dạy con phải đối mặt với khó khăn, không được né tránh. Chỉ cần nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được, đúng không ba? Ba ơi. Ừ? Ba để con tính giúp ba được không? Lần này nhất định con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Con làm được mà. Con muốn làm hả? Dạ. Ừ, vậy cũng được, thử coi. Giỏi mày. Giỏi á. Dạ. Ba nói con á, lần này làm rất tốt. Vừa cẩn thận trình bày nó rõ ràng, ba sẽ giao gì cho con làm. Ba nói thiệt á ba, ba tin tưởng con hả ba? Con giỏi thì ba khen con giỏi chứ. Đây, làm việc tính toán rất là kỹ lưỡng mà chính xác luôn. Lần này ba sẽ tin tưởng giao gì cho con làm. Con cảm ơn ba. Ừ. Ba ơi, con đã làm được rồi. Chỉ cần nghĩ mình làm được là sẽ được. Con vui quá ba ơi. Giờ người con cứ lần lần như đàn ba vậy đó. Dạ. Tại hạ xin được chỉ giáo. Con đã làm theo lời ba, cứ nghĩ mình sẽ làm được. Cuối cùng thì con đã chiến thắng được đối thủ truyền kiếp còn hai lần liên tiếp. Con đã cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của con rồi. Nguyên. Dạ. Đi đánh pizza với ba không? Dạ đi. Lâu rồi hai ba con mình không đánh pizza. Ba chắc còn hai bi luôn. Mày nhớ nha, ba chắc còn hai bi nha. Vì mày đừng lên thay đồ nha. Chi? Con đang làm gì vậy? Ba bất ngờ chưa? Con đang đánh giày cho ba. Con sẽ biến hóa cho đôi giày của ba bóng láng luôn. Làm chị à? Ba cảm ơn con. Ba ơi ba, những điều ba dạy không những làm phát huy được sức mạnh tiềm năng của con, mà còn làm thay đổi được tất cả mọi người xung quanh con nữa. Giống như con được sinh ra thêm một lần nữa vậy. Tất cả là nhờ vào những điều mà ba đã dạy cho con. Ba ơi, con yêu ba lắm. Sao đó con gái, mệt lắm hả? Phải làm chuyện này tới con vợ nữa hả? Nhỏ nhỏ thôi. Ráng đi, ngoan nha. Làm tới khi nào mà mẹ kêu ngưng thì mới ngưng. Không thôi là một hồi mẹ không có cho thịt sườn đó. Nha, cố lên, gì thịt sườn, cố lên. Quá. Đó, tình thuốc nó là vậy đó. Chị cũng không biết nữa. Chị nhìn thấy cái đơn thuốc này nằm trong túi áo vest của anh Ngọc á. Nó là thuốc gì vậy em? Hả? Thuốc trầm cảm. Mọi người ơi, chỉ cần cố gắng một thời gian ngắn nữa thôi. Mọi người làm ơn nha. Ba thấy vậy là đủ lắm rồi đó. Thấy kệ nó đi, trời cứ bắt cái mọi người phải cứ giả bộ hoài. Ba à, anh đang điều trị trầm cảm đó. Ba ráng nhiều nhịn anh chút cho anh vô cũng được mà ba. Không tin phải không? Hồi nó coi cái bảng nó tính giá đi, chưa thấy một cái thằng nào mà nó làm sai từ đầu đến cuối luôn. Chưa chửi là may lắm rồi. Ba làm ơn giùm con đi. Ráng một chút thôi, một chút thôi nha. Con cũng vậy nè. Con đánh giày cho ba, cái tay con mỏi lắm rồi đó. Con không muốn làm lọ lem này vố đâu. Thôi mà con gái ngoan. Mày chùi cho, cố gắng lên đi nha. Nha ngoan. Cố lên đi.
ti mà. Dạ cô ơi, vậy là con vẫn phải đánh tù ti thua chú nữa hả cô? Chính xác. Nè, nhưng mà con nhớ nha, con phải khéo, thiệt là khéo, con không có được lộ nghe chưa, chú biết đó. Dạ. Cô ơi, hả? Con vẫn phải khen chú đẹp trai hả cô? Nhưng mà đẹp trai không đó thì thường quá. Con giả bộ, con sáng tạo hơn một chút đi. Con khen con nói là chú ơi sao mà chú hot boy quá, chú ơi sao mà nhìn chú hấp dẫn quá. Con nhớ nghe chưa? Nha. Dạ. Ủa vậy là con phải đi chơi với ba hoài luôn hả mà? Con cố gắng lên đi nha. Ủa mọi người ráng gì vậy? Ô, ngọc trong đá của ba. Ba đâu có gì đâu ba. Giỡn thôi ba, đâu có gì phải không con? Giờ mình đi nha ba. Ừ. Ba ơi, ăn cơm xong con sẽ làm cho đôi giày của ba thật là đẹp luôn, loáng bóng luôn. Cảm ơn con gái, giỏi quá. Chú ơi, xíu nữa mình chơi ảnh tù tiền nha chú. Con đợi chú đánh pizza về đi, chắc chắn con không thắng nổi chú đâu. Con sẽ tìm cách phục thù chú. Để coi. Chú ơi, lúc chú cười á, nhìn chú hấp dẫn như hot boy vậy đó. Chú là boy già thì có. À dạ ba ơi, ba kiểm tra lại bản báo giá con làm rồi đó, ba coi có sai sót gì không nha ba. Oh yeah, yeah, oh, very nice. Dạ. Yeah, yeah. Ủa hết đau chưa mà tung tăng vậy cô? Dạ con hết đau rồi, bây giờ con có thể ăn sườn mà nhai luôn xương luôn đó ba. Ghê. Yeah. À mà ba. Hả? Mình sắp hết ngày rồi đó ba. Ba nhớ ba mua búp bê cho con nha. Nhớ rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ vẫn còn thời gian nghe chưa. Ok ba. Ừ. Khoan, xí ba. Cái gì vậy? Đợi con xíu nha. Con nhỏ này chạy cho chừng té đó. Sườn nướng là của tao mà. Mình xin lỗi, mình chỉ mới ăn có một miếng thôi à. Hay là bạn cho mình ăn thêm miếng nữa nha. Mày con dâu rồi mày đòi thêm bà tiên nữa hả? Đúng là dám cửa nhà gan dụng tôm nè. Một miếng một miếng. Trời đất ơi là trời. Trời ơi, mày ăn hết rồi còn gì đâu mà tao ăn hả? Cái đồ đáng ghét. Làm chi, con làm gì vậy? Sao con... Con nói con đồ đáng ghét con không sống được. Mày sao mà dám ăn thịt xù của tao hả? Đồ đáng ghét. Con tâm tâm đáng ghét mày dám hả? Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng ghét. À, để bên đó giùm cô đi con. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Wow, nhà bà trang trí đẹp thật. Mấy cái thiết kế nhà hả? Một tay mẹ tôi làm hết đó. Mẹ để lại cho tôi hết chứ bây giờ kêu tôi làm lại. Dạ, con chào đẹp. Cô mới đi học về. Ờ, cô chào con. Dạ. Ồ, con bà đó hả? Màu lớn thật, tôi nhìn không ra luôn đó. Ê, không phải đâu. Con bé này hả, là em gái của con bé giúp việc hồi nãy á. Hai chị em nó sống chung với gia đình tôi, giống như người trong nhà vậy. Dạ, con xin phép cô đi lên ạ. Nè, lát ở lại ăn cơm với tôi nha. Ôi, có giường chưa? Dọn cơm lẹ ơi, con đói bụng quá à. Con bé Lâm Chi nè, nó mới là con gái của tôi đó. Nè Lâm Chi, đi qua đây chào cô đi con. Ôi, mới học về nó đói bụng lắm á. À, Lâm Chi, nghe mẹ nói nè, qua đây chào cô đi con. Ôi, con mệt lắm rồi. Tại nó mệt. Mẹ không còn thương con nữa hả? Sao lại làm như vậy với con? Cũng tại của cô đáng ghét đó rồi. Lâm Chi à, từ đây về sau con đừng có nói cái chữ đồ đáng ghét nữa nha. Các ba cũng vậy luôn hả? Con đã làm gì sai chứ? Cũng tại cô đáng ghét đó rồi mà. Không phải. Lâm Chi của ba xinh đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Nếu mà con không nói từ đồ đáng ghét nữa, con sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Thôi bây giờ về đi. Nếu từ đây về sau con không nói chữ đồ đáng ghét nữa, ba sẽ mua búp bê cho con, chịu không? Ba nói thiệt không? Đương nhiên là thiệt rồi, con nói là con muốn mua thêm búp bê nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy từ đây về sau đừng nói chữ đồ đáng ghét nữa, ba sẽ mua búp bê ha. Dạ, móc miếng. Đã đóng dấu. Nè, cái đồ đã
TV này là của ai? Là của bạn. Chưa được chủ nhân cho phép mà dám xem TV hại cái đồ đã. Đưa remote TV đây cái đồ đã. Nói là đồ đáng ghét nhưng mà mình không gọi đồ đáng ghét được. Thiệt là bực mình. Alo. Cái đồ đạc. Sao? Thiệt là phiền phức. Cái đồ đạc. Ê Tâm Anh, đang nghe điện thoại kìa. Bạn gọi mình hả? Hãy chuyển máy cho Tâm Anh giùm tôi. Điện thoại của cái đồ đạc. Cái người muốn gặp á. Hả? Là chị Julian hả? Ờ nhưng mà sao hôm nay bà chịu gọi tên mình rồi hả? Gọi thì sao? Đâu có gì đâu. Được bạn gọi tên là mình thấy vui lắm rồi. Dạ. Là con nè. Con chào chú Julian. Thiệt là bực mình. Đồ đáng ghét. 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 Ôi, sao đi đâu cũng thấy chữ đồ đáng ghét hết trời trời. Cơm xong rồi đó, em xuống ăn nha. Thôi em không muốn ăn đâu. Ủa sao không ăn? Hay là để chị mang lên nha. Em nói nó không ăn rồi mà có đồ đạc. Đau răng. Ủa em bị đau răng hả? Vậy để chị nói mẹ em đưa tới nha khoa nha. Em nói nó không cần rồi mà có đồ đạc. Ừ vậy thôi, chừng nào muốn ăn thì xuống nha. Đau gần, có gần kìa. Ủa làm gì? Sao nằm đây, không đi chơi hả? Con bị đau răng. Đau răng hả? Con thấy đau lắm không? Con thấy đau. Vậy không được rồi. Bây giờ ba cũng xong công việc rồi, để ba chở con đi nha sĩ nha. Đúng là cái gần đồ đệ. Không, cái gần đồ dễ thương. Có sao không bác sĩ? Bé có một cái răng sâu, chỉ cần chám răng sữa lại là được anh ạ. Thôi con không chám đâu, chám còn đau. Là chị ngoan, chỉ cần chám răng sữa lại được, không đau chút nào hết á. Đúng rồi con. Con không tin đau, con không tin. Cô ơi con về nha cô. Hai ba con về nha. Dạ. Con có thấy cô đúng giữ lời hứa của con không nè? Dạ đúng rồi cô. Răng con còn đau nữa không? Dạ không, bây giờ nó kiểu nó bình thường rồi cô. Thế hả? Mà mém xíu nữa hồi nãy con nói cô bằng cái đồ đạc. Con nói như vậy. Bé khen cô dễ thương. Dạ. Dạ. Vậy là bây giờ về con được ăn thịt sườn được không cô? Thoải mái con, một tiếng nữa không ăn nha. Dạ. Ôi yes, trời yes. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Về hai con về nha. Dạ. 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 Thấy chưa? Cãi ba không à, ba nó không có đau mà cãi ba. Vậy bây chị giờ... ba giỏi quá. Ba hứa với con thêm một điều nữa được không ba? Nói đi. Ba cõng con xuống dưới đi. Tưởng gì? Lên. Ok. Yeah. Chiến thuật thất bại rồi em ơi. Làm chi lại nói câu đồ đáng ghét nữa rồi. Em cũng biết ngay mà. Làm sao mà nó thay đổi được chứ. Cái đó thuộc về thói quen của nó rồi.
coi bộ cái câu nói đó nó đã ăn sâu vô máu của nó rồi còn gì. Ừ, nhưng mà không biết từ lúc nào Lam Chi lại nói cái câu đó vậy ta. À, em nhớ rồi, hình như lúc đó là Lam Chi ơi, Lam Chi à, Lam Chi à, Lam Chi ơi, nói cho mẹ nghe đi, con nói chuyện với mẹ đi. Anh ơi, Lam Chi sao giờ này nó còn chưa biết nói nữa vậy? Mấy đứa con nít bằng tuổi nó là biết nói hết trơn rồi. Chắc tại con nó hơi chậm thôi, em đừng có lo quá. Sao mà ông lo? Anh biết là Lam Chi nó mấy tuổi rồi không? Nói Lam con. Chi ơi, quà quà, Lam Chi đang làm gì đó? Ba, vậy? Sao anh đi lại thả bom vô mặt con nít như vậy? Thì ba giỡn với cháu mà. Ai mà giỡn kỳ cục vậy à? Giờ tôi giỡn với cháu tôi không được hả? Giờ đang ghét. Trời ơi, nó mới nói cái gì bỏ chết. Thôi, Lam Chi, Lam Chi, con mới nói gì vậy Lam Chi? Con nói lại cho mẹ nghe đi Lam Chi. Con nói lại đi con. Anh ơi, nó biết nói rồi kìa. Ủa, bộ con nói ông là đồ đáng ghét hả? Con nói là đồ đáng ghét hả? Con nói lại đi, nói lại đi. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét kìa. Ủa mà sao, ba, sao nó biết nói cái câu đồ đáng ghét vậy? Làm sao ba biết được, ai mà biết. Thôi kệ nó đi, nói nữa đi con, nói nữa đi con. Đồ đáng ghét. Sao mà nó cứ dòm ba mà nó nói bồ đáng ghét là sao nhỉ? Nói lại đi con, nói lại đi con. Đồ đáng ghét. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vỡ.